Nghĩ đó giờ ngộ nha. Cái bà cô đó mình mua là mua mối, mua chắc phóng sanh mấy chục triệu rồi, cá đăng chuồng mà. Rồi mấy cái phóng sanh, mỗi lần mua cho rái cá ăn là phóng sanh, mua rái cá ăn là phóng sanh. Trời ơi nhiều lắm á. Mà mỗi lần bán cho mình lúc nào cũng nó rẻ hơn giá chợ, rẻ hơn 20.000 ngoài chợ. Trời ơi, bán cho mối, bán cho hàng sớm đúng không, mà rẻ hơn chợ, mà đưa ra hàng lúc nào cũng bị lỗi hết à. Nãy nhìn thấy mấy con cua nó đứt càng, chị thấy không, đứt mấy chân luôn, nó trôi rồi nó quạt quạt quạt, mình không mua cổ đâu bán được ai đâu, rồi cô để cho nó chết đúng không. Không thì bà cũng sẽ bán được, bà bán cho mấy người nuôi cua, bà bán rẻ bán được, nên trả giá là bán được hết. Lần sau em rút kinh nghiệm rồi chế ơi, không mua thôi, không bán thôi à. Em phải lấy rẻ được chứ. $500 mà khỏe mạnh hết, chân tay lành lặn hết thì còn được. Thêm tính gì ác không? Bây giờ chị Diệu Ngân là còn 2.7 triệu mà đứt đi 500 là còn 2.2 triệu đó. Chị thấy tiền nó tuột liền thấy không? Hỏi sao em phóng sanh không tốn tiền tốn bạc được. Ây da. Ờ, có nước rồi. Xong xong nó đứng nước luôn rồi. Rồi. Xong nó đứng nước luôn rồi. Nước ngoài kia chị thấy hết chảy rồi đúng không? Mọi người thấy hết chảy rồi đúng không? Hết chảy là thấy toan cuộc đời trai rồi đó. Nó phải chảy em mới lụm được cây đước chứ. Hay da. Thử đi nào. Đi thôi anh em. Con rái cá tì tì là sáng tượng nó sung lắm. Nó đi từ 7 giờ rưỡi sáng, không chịu về nhà, uống nước luôn. Rồi xong 1 giờ mấy về nhà thì nó ngủ như chết luôn rồi. Tính ra nó cũng chỉ là một đứa con nít thôi, sức của nó thì sao bằng mình được đúng không, nó không có sức khỏe, nó ngâm nước cũng có giới hạn. Em thì ngược lại, em ngâm nước bình thường lắm. Mấy đứa kia ơi, đi đi nhặt cây đước, đi lượm rác. Chết nị. Mấy thằng này nó qua đây thế nào nó cũng ăn cái cục cức người ta ỉa đằng đây. Trời ơi. Mấy cái ông làm đụng tôm nè, ông ỉa trong phía chổng không ỉa, đi ra đây ỉa. Ông ỉa giống như là thú vậy. Người có cầu tiêu không vô, cầu tiêu ỉa đi. Ra quất đóng cứt như này nè. Đó. Không có đứa nào đấy. Tao biết hồi tụi bay xuống đây tụi bay ăn cứt mà.
Thằng Ti Ti hồi nãy nó bu vô nó hửi hửi. Nó mà ăn cứt làm cho nó ở trong rừng luôn. Rồi chùm thánh ăn cứt xuống rồi. Đây thánh ăn cứt nè. Đó. Con màu trắng. Ấy. Đục. Hôm nay come here. Không ăn cứt nghe chưa? Bông. Không ăn cứt nghe chưa? Tao nhìn tụi bay chứ. Thiệt luôn á. Thôi kệ nó đi. Mình coi như là tai không nghe mắt không thấy đi. Thế nào hồi quay lại cục cứt đó cũng mất thôi. Hồi mà quay lại cục cứt không mất thì thôi. Đúng là phép màu. Tính ra là nuôi chó để nó ăn cứt người là đúng luôn á. Cái vai trò của con chó nó chỉ có ăn cứt người thôi chứ. Dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ồ, hồi nãy là nước trong mà bây giờ người ta thải chất độc dơ ra nữa rồi, cái bẩn ra nữa rồi, nên nước nó lại đục. Cái lưới đó anh lụm á, đúng rồi đó. Con nào mà chạy qua là không ăn cứt. Con nào ở đó là hồi cứt mất là nó đó. Nước đứng rồi. Ôi. Nước đứng rồi làm sao có thể lấy được cây đước đây ta. Nước phải chảy vô.